Thú Vị và các bạn, ở miền Tây hầu như nhà nào cũng trồng mai, vừa để tạo cảnh quan, vừa để trang trí. Và đặc biệt khi mai vàng nở vào dịp Tết thì tạo nên một khung cảnh rất là đẹp mắt. Và khâu lạc lá mai cho mai nở ngay dịp Tết cũng rất được bà con quan tâm. Theo bà con chia sẻ, lạc lá mai được xem là công đoạn vô cùng quan trọng, cần tính toán kỹ lưỡng, chính xác để không làm rách vỏ cây, rụng các nụ mai ẩn sau lá. Việc lạc lá được thực hiện đúng thời gian để mai có thể cho ra những nụ hoa to, đẹp, đều và đúng dịp Tết. Thì cũng tùy theo nụ hoa của cây mai mà mình mới định ngày lạc lá. Thì mình lạc làm sao mà canh cái ngày mà đưa ông Táo về trời thì cái nụ hoa nữa nó bung ra. Thì đó là nó trổ ngay Tết. Nhưng mình cũng phải canh là cái dịp Tết đó là có ngày 30 hay là ngày 29 mùng 1. Bởi vì 29 mùng 1 cũng phải trước một ngày rồi. Mình phải nghĩ đến cái thời gian đó nữa. Theo cái thời tiết nữa, năm nào mà thời tiết lạnh á thì là cây nó bị hạn chế sinh trưởng. Thiếu ánh nắng thì mình phải nấu nước sôi, pha với liều lượng, ba sôi hai lạnh thì mình tưới là nó không chết, mà để cho nó giữ ấm cho cây mai, nó kích thích cây mai là phát triển. Mình canh tưới thì sao mà tới bữa 23 ông Táo về trời cái mai mình nó bung nụ ra thì đó là chỗ ngay dịp Tết. Ở quê, hầu hết nhà nào cũng có vài cây mai vàng trước nhà. Vì vậy, ai nấy cũng đều chăm chút nâng niu cây với hy vọng xuân về mai vàng khoe sắc thắm. Cho nên những ngày này, nhà nào có mai cũng đều nhộn nhịp cảnh người lạc lá, người tỉa cành, uốn nắng nhành mai. Ở quê thì ai cũng có trồng, nhà nào cũng có chứ. Nhìn con nó vui, nó Tết, nó đẹp. Mai thì nó lâu năm rồi nó tàn, nó bự, rồi nó lớn. Đẹp lắm, Tết nó nổ đẹp. Rồi cây nào đẹp người ta vô chụp hình. Ở ngoài Bắc thì người ta có hoa đào, trong Nam mình có hoa mai. Để tượng trưng cho cái ngày Tết. Thì là Tết vui vẻ, đẹp rồi, thêm có cái phong thủy là may mắn này kia đó. Tết Nguyên Đán đang đến thật gần và không lâu nữa, những cành mai vàng sẽ chớm nở những nụ hoa đầu tiên mang theo hương sắc mùa xuân đến với mọi người, mọi nhà.